hoa sen bên hoa từ bi nhân ái đóa hoa tâm hồn hương yêu thương kết nối tình thương tay trong tay xây tình người cầu xin Phật cứu độ người hết khổ đau. Hội từ thiện Hoa Sen Việt thăm và trao tặng 100 phần quà nhu yếu phẩm cùng với 10 quạt máy cho những người nghèo tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 4 năm 2024. Với thời tiết khô hanh mùa hè tại miền Trung, nhất là khu vực vùng núi A Lưới, bà con nghèo vô cùng khó khăn, đã gửi lời đến xin hội Hoa Sen Việt giúp đỡ họ trong mùa nắng hạn khô cằn. Trên căn bản đại bi tâm, Đức Phật dạy chúng ta làm việc thiện lành là đi gieo trồng những hạt giống tốt đẹp. Hạt giống lành thì sẽ cho ra quả ngọt. Phước báo lớn nhất là làm từ thiện. Cổ nhân có câu, dù xây chính được phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người. Làm từ thiện, san sẻ tình yêu thương, chia sẻ nỗi bất hạnh với những người khác và gần gũi với tha nhân. Thấy hạnh phúc mà mình đang có thật là may mắn. Trên tinh thần ấy, Hoa Sen Việt đã liên tục thực hiện những chuyến đi từ thiện mỗi tháng ít nhất là 2 chuyến trở lên để giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh hay cứu trợ cho bà con nghèo tại những tỉnh thành bị lũ lụt tàn phá hay nạn nhân của thiên tai dịch bệnh khiến đời sống người dân nghèo càng thêm khó nhọc. Nhận được sự ủy thác chân thành của quý ân nhân và mạnh thường quân, Hoa Sen Việt chúng tôi chia ra nhiều đoàn để đi tặng quà cho bà con ở nhiều khu vực khác nhau. Ngày 13 tháng 4, 2024, đáp lại sự kêu gọi giúp đỡ từ bà con, đoàn Hoa Sen Việt tại thành phố Huế đã đến thăm và trao tặng 100 phần quà nhu yếu phẩm và 10 quạt máy cho những người nghèo tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới trong mùa nắng nóng gay gắt của miền Trung. Món quà tuy nhỏ nhưng là sự sẻ chia quý báu đối với những mảnh đời cơ cực. Xin thành tâm cảm niệm tấm lòng từ ái của tất cả quý ân nhân, quý mạnh thường quân khắp nơi, quý thiện nguyện viên đã luôn đồng hành chung sức với hội từ thiện Hoa Sen Việt để giúp đỡ cho những mảnh đời đau thương bất hạnh trong nhiều năm tháng qua. Xin đồng hồi hướng phước báo cho quý vị và gia quyến cùng tất cả chúng sanh trong pháp giới được vô lượng an lạc, nhiều sức khỏe và thành tựu như ý. Hoa Sen Việt kết nối từ tâm. 714-892-5400. Xin mời quý vị đón xem những video phóng sự từ thiện ở trang Facebook Hoa Sen Việt và YouTube Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt. Xin cảm ơn nhà tài trợ Hoa Sen Việt kết nối từ tâm hôm nay đã tới tặng cho bà con những món quà đầy ý nghĩa. Thay mặt bà con một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Là
đức lành. Nguyện cầu cho chúng sanh, nguyện cầu cho chúng sanh thoát khỏi vòng khổ đau, khổ đau. Con cúng dường Tam Bảo, cầu xin Phật chứng minh. Ban cho con trí giác, ban cho con tự bi. Con cúng dường Tam Bảo là phụ sự muôn sinh. Con cúng dường Tam Bảo, xiềng dương ảnh đạo vàng. Hương từ bi muôn phương, ba ngôi bao trường cửu, mọi người sẽ an vui. Hoa Bát Nhã tỏa sáng, hương từ bi muôn phương, ba ngôi bao trường cửu, mọi người sẽ an. Trì giới định tuệ thắp sáng đóa hoa vô ưu, thành tâm con sám hối những nghiệp chướng trót gây năm xưa, để tâm con thanh tịnh với ngàn hương thơm ngát thế gian. Dù trải bao gian khổ vì đạo quyết chí hy sinh, hương không dù giờ nắng lòng con sáng son kiên cường, ý thức rõ trách nhiệm vì đạo con dốc lòng tu. Nói theo hạnh Bồ Tát con dấn thân vì chúng sanh, con thành tâm phát nguyện xin Phật chứng minh cho, gia hộ cho con những bước vượt qua bao nỗi ưu phiền. Con thành tâm phát nguyện cầu Phật gia hộ con, tâm Bồ Đề kiên cố thành tựu hạnh nhị tha. Con về chùa cống quá là bồi thêm phước duyên, dù trải bao nghiệt ngã đạo tâm con mãi vững bền. Công hòa phước đức hàng xa, hồi hướng công đức chúng sanh, hồi hướng công đức muôn loài chúng sanh. Trì giới định tuệ thắp sáng đóa hoa vô ưu, thành tâm con sám hối những nghiệp chướng trót gây năm xưa, để tâm con thanh tịnh với ngàn hương thơm ngát thế gian. Dù trải bao gian khổ vì đạo quyết chí hy sinh, hương không dù giờ nắng lòng con sáng son kiên cường, ý thức rõ trách nhiệm vì đạo con dốc lòng tu. Nói theo hành Bồ Tát con dấn thân về chúng sanh, con thành tâm phát nguyện xin Phật chứng minh cho, gia hộ cho con những bước vượt qua bao nỗi ưu phiền. Con thành tâm phát nguyện cầu Phật gia hộ con, tâm Bồ Đề kiên cố thành tựu hạnh nhị tha. Con về chùa cống quá là tô bồi thêm phước duyên, dù trải bao nghiệt ngã đạo tâm con mãi vững bền. Công hòa phước đức hàng xa, hồi hướng công đức chúng sanh, hồi hướng công đức muôn loài chúng sanh.
Cộng hòa phương đứng hàng xa, hồi hướng công đức chúng sanh, hồi hướng công đức muôn loài chúng sanh. Cảm ơn mẹ, cảm ơn các anh nhà Hoa Sen Việt đã đến kết nối tư tâm, đã đến tặng quà cho bà con, chúng em rất là cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn là gì nữa? Mọi người vì nhân ái, đóa tâm tỏa ngát hương yêu thương, kết nối tình thương, tay trong tay xây tình người, cầu xin Phật cứu độ người hết.